Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. Lại là Richard đây. Hôm nay là ngày cuối tuần. Richard sẽ tiếp tục cái video nhận định cũng như là phân tích kỹ thuật cho mọi người tham khảo giao dịch vào tuần sau. Đặc biệt là sang tuần sau thì là cái tuần kết thúc cái tháng 3. Mọi người thấy là trên trang về kinh tế thì không có nhiều cái tin mạnh, nhưng mà có một vài cái nguồn tin điểm lọc ra mà Richard vẫn nhắc cho mọi người. Ví dụ như các cái tin về bài phát biểu của thống đốc ngân hàng BOE liên quan đến đồng bảng Anh mà sau cái kỳ lãi suất tăng lãi suất vừa rồi của Anh, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là các cái báo cáo về chỉ số CPI của đồng AUD, và đối với lại đồng USD, đồng euro thì cũng có một cái báo cáo tiếp theo sau cái kỳ lãi suất vừa rồi, thì là cái báo cáo gì? Chỉ số CPI nữa. Nhưng mà cái báo cáo về cái tình hình kinh tế của Mỹ thì là cái báo cáo về GDP, thì mọi người sẽ lưu ý về tuần sau nhé. Sang tuần sau chúng ta có hai cái nguồn tin về GDP, đó là đồng đô la Mỹ và đồng Canada vào ngày thứ sáu nữa, đúng không? Chưa kể là cái hành vi tâm lý thị trường vào cái giai đoạn kết thúc quý 1 năm 2023, bắt đầu kết thúc quý 1 và kế hoạch tiếp theo của thị trường, tâm lý thị trường mà về tài chính, đặc biệt là sang quý 2 thì nó sẽ nhộn nhịp hơn rất là nhiều. Và trước cái bản tin Nam Phan vào tuần sau, sang cái tuần sau nữa, tức là liên quan đến cái đầu tháng 4. Cho nên là thị trường sẽ bắt nhịp với cái giai đoạn sau cái quý 1 thôi. Giống như kiểu là quý 1 thì chỉ có loại gọi là thị trường mới nhát thôi. Nhưng mà sang quý 2 bắt đầu là giao dịch về tài chính với tất cả các ngành nghề khác bắt đầu nó bắt nhịp và nó sôi động hơn. Thế nên là mọi người sẽ hết sức lưu ý sang tuần sau, cũng như là chúng ta cũng phải có những cái kế hoạch cho riêng mình nhá. Bây giờ thì nhìn trên cái biểu đồ, mình sẽ quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật thuần để xem là sang tuần sau mọi người sẽ giao dịch như thế nào. Đặc biệt là có rất nhiều các cái kế hoạch nhá, đặc biệt là có rất nhiều các cái kế hoạch giao dịch vào tuần sau với các cái sản phẩm nữa. Ở đây thì trong cái tele cũng như là trên kênh của mình cũng có những bạn vẫn theo mình, và vừa rồi đây thì mới gần đây nhất là có theo cái khóa học về production của mình free hoàn toàn. Nhưng mà cái sự hiệu quả cũng như là các cái buổi thực chiến thì nó quá là ok rồi, đúng không? Ngày hôm qua thì chúng ta có những cái buổi thực chiến thực hành luôn sau cái khóa học, vẫn là free thôi nhưng mà nó quá chất lượng, và để mọi người có thể thay đổi được luôn tư duy, thay đổi được luôn cái phương pháp giao dịch, và kể cả các bạn xem video cũng hiểu hơn luôn về cái mà mình chia sẻ cho mọi người hàng ngày nhá. Hiểu hơn cho mọi người cái video mà mình chia sẻ cho mọi người hàng ngày, nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Rồi ở đây thì các cái kịch bản trong tuần trước về biểu đồ thì ở đây chúng ta sẽ đi vào cái biểu đồ vàng trước, đúng không ạ? Hôm qua thì các cái chiến lược vàng mình cho mọi người 3-4 vòng luôn, đặc biệt là chiến lược vàng trong nhóm VIP. Một cái chiến lược mua đầu tiên của chúng ta trong biên độ 85-87 và TP92 là TP1, đúng không ạ? Nó đạt ngay lập tức, và sau đó là gì? Mình sẽ view lại nha. Đạt ngay lập tức cái khu vực 92. Đây chính là cái nhịp về đây. Rồi, lên đến 92 rồi sau đó là gì? Nó quay đầu giảm. Nó quay đầu giảm trở lại. Và hôm qua thì nó có một cái nhịp giảm sâu. Đây là cái khung giờ M5 nha. Mình sẽ vẽ lại này. Đây, cái nhịp đây. Mua ở cái 85-87. Đây là cái nhịp đầu tiên mà mình cho mọi người. Nó đạt được cái target. Sau đó là nó sắp quay trở lại và nó quành lên. Thì một cái chiến lược khi mà nó phi lên như thế này thì mình lại cho mọi người bán ở 94 và 96, đúng chưa? TP của chúng ta thì đạt ở các cái vùng như là ngưỡng 80 và các cái vùng 70 nhỉ? Thì đạt đầu tiên là trước khi vào lớp thì đó là một, chúng ta đạt được cái ngưỡng giá là về 9, về cái vùng giá sâu đầu tiên đấy. Đây cái nhịp đây, cái sâu đầu tiên của chúng ta là về 87, 86, 87 là cái vùng mà chúng ta đạt được cái target gì, hàng trăm pip, đúng chưa? Đây là cái nhịp đầu tiên này. Nhịp thứ hai là cái chiến lược chúng ta bán lại vào cuối buổi, và target mục tiêu của chúng ta là về tệp lại TP về 80, đúng không? TP tiếp theo nữa là các cái vùng như là 7X. Thì các bạn thấy không? Cái vòng thứ hai của chúng ta là cái vòng mà nó xuống rất là sâu vào buổi đêm ngày hôm qua. Đúng chưa? Đây là cái chiến lược mà mình đã cho mọi người bán lại, tức là sau khi nó kết thúc cái cây nến này thì mình đã cho mọi người là chờ những cái điểm mua lại quay trở lại cái vùng 94, 96 chúng ta bán lại. Đúng chưa? Thì nó rất là ok rồi. Nhưng mà sang tuần sau, cái kế hoạch cũng như là cái chiến lược sang tuần sau thì nó khác hẳn. Đương nhiên là các bạn ở trong nhóm cũng như trong lớp học thì chúng ta nhận được cái chiến lược này nó quá tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà sang tuần sau thì đối với vàng, ở đây thì nó đang có một cái kịch bản giảm ở các cái khung giờ lớn H1 hay là M30, tức là nó đó có một cái xu hướng giảm. Rõ ràng là ưu tiên là một cái trend tăng, nhưng mà mình lại cho mọi người kể cả mua hay bán đều rất là tuyệt vời, đúng chưa? Thì các cái kế hoạch sang tuần sau mọi người có thể là xem xét đây là một cái vùng kháng cự nhá. Đây là một cái vùng kháng cự tạm thời và có thể vàng nó giảm quay trở lại. Cho nên là các bạn sẽ sang tuần sau thì có thể cái kế hoạch của chúng ta chính là ưu tiên canh bán xuống, và mua lại thì có thể phải chờ đợi những cái vùng giá mua đẹp hơn
nhá. Có thể là về 5x hoặc về 3x chẳng hạn, đấy là cái kỳ vọng. Đấy, nhưng mà cái chiến lược cụ thể thì mình sẽ cung cấp cho mọi người trên kênh Tele nhé, trên kênh Tele của bản thân mình và đặc biệt là các cái bạn mà đồng hành cùng với WeChat thì sẽ có được những cái chiến lược xuất sắc hơn nữa, đặc biệt là trong các bạn trong nhóm trading quỹ nữa chẳng hạn. Ok chưa? Với đây là với vàng nhá. Sang tuần sau thì các cái setup và những cái video cụ thể thì mình thậm chí là có những mình có làm những cái video rất cụ thể cho mọi người mà khi mà đồng hành cùng với WeChat trong nhóm VIP vàng để chia sẻ riêng nguyên về vàng không. Đúng không? Hàng tuần mình đều làm như thế. Thế nên là các bạn sẽ lưu ý rằng cái việc mà support của mình nó rất là kỹ càng rồi. Quan trọng nhất là cái kiến thức của các bạn lĩnh hội như thế nào thôi. Riêng với vàng. Còn các cái sản phẩm khác, ví dụ như là về chỉ số này, bây giờ hôm nay thì mình lại view vào cho mọi người một cái kèo chỉ số. Đây, cái kèo chỉ số là cái kèo vừa rồi mình cho mọi người một cái vùng bán rất là đẹp đúng không? Nó xuống về vùng hỗ trợ. Coi như là cái chiến lược cũng như là cái vùng, cái mục tiêu phân tích cũng như là cái điểm đánh mà mình vừa cho mọi người đánh vừa rồi là ok, ok, kể bán kể cả mua. Đúng không? Từ kể cả là cái khu vực trước đó, đây là cái nhịp này này. Đó, đều xong. Tức là nó quá khớp với thị trường rồi. Nên sang tuần sau thì một cái kịch bản ở đây là gì? Nó sẽ vòng lên chạm kênh. Nhá, vòng lên chạm kênh và có thể giảm tiếp. Còn đương nhiên ở cái khu vực này là cái khu vực rất là nhạy cảm, chúng ta muốn đánh xuống thì chúng ta phải chờ đợi thêm tín hiệu, đó là có thể là mô hình đến chẳng hạn. Còn nếu như mà USD sang tuần sau mà nó có những cái xu hướng biến động mạnh hơn nữa hoặc các cái chính sách liên quan đến tài khoá ấy, nó có thể tác động lên cả cái chỉ số Dow Jones. Thì các bạn nên là nếu mà đánh Dow Jones thì ngoài phân tích kỹ thuật ra thì nên tìm hiểu về cơ bản để chúng ta đánh hiệu quả hơn nhé. Rồi về các sản phẩm khác nữa, ví dụ như là những cái sản phẩm như là dầu. Các bạn thấy là tuần vừa rồi đây thì mình có cái video phân tích là đây là cái vùng kháng cự và có thể nó sẽ giảm trở lại đúng chưa? Đây, cái kịch bản nó giảm rất là tuyệt vời vào cái phiên ngày hôm qua. Nhưng kết thúc phiên thì nó hồi tăng quay trở lại rồi. Đây là những cái chiến lược mà kịch bản giảm trong ngắn hạn như này thì bạn nào thích scalping thì scalping thôi. Còn đương nhiên mình chỉ khuyên cho mọi người là chúng ta đánh gì? Đánh chung với dài hạn nữa. Vẫn là những cái chiến lược gom mua. Vẫn là chiến lược gom mua sang tuần sau nhé. Đối với dầu cũng thế, vẫn là những chiến lược mà chúng ta chờ điều chỉnh, chúng ta gom mua lại. Ví dụ như vừa rồi mọi người mua được cái nhịp này, chúng ta có được khoảng 600-700 pip dầu chứ không hề ít. Và sang tuần sau nữa thì các bạn lại tiếp tục những cái kế hoạch đấy cho mình. Mặc dù là mình khuyên mọi người là chúng ta có thể target ở vùng 70-80 hay là 82 đấy, nhưng mà có nhiều người đã nhắn với mình là 70-71 vừa rồi đã cắt rồi. Có nghĩa là không giữ được, tức là không giữ được lâu. Thế nó đúng là tâm lý thị trường thì không phải ai cũng giữ được, nó thực sự là nó dài như thế. Nhưng mà với một cái chiến lược target nó tăng trưởng khoảng 700 pip dầu thì 6-700 pip dầu thì là quá ok, mọi người cũng có thể close bình thường đúng không? Bởi vì mình chỉ là người tư vấn thôi. Tiếp theo này, sang tuần sau nữa thì các cái sản phẩm khác, ví dụ như về EU, chiến lược tuần trước của mình thì rõ ràng là một cái xu hướng tăng nhưng mà thì lại cho mọi người một cái chiến lược bán xuống, nó TP rồi đúng không? TP rất là đẹp rồi. Sang tuần sau thì với EURUSD nhá, vừa rồi đây thì nó có những cái phiên điều chỉnh vào ngày cuối tuần sau khi mà mình nhận điện cho mọi người là nó đang mất cân bằng về cung cầu cho nên nó cần có một cái nhịp điều chỉnh, mặc dù là xu hướng là đang là một cái xu hướng tăng. Đúng không? Mình đã cho mọi người một cái chiến lược bán ở trên vùng gì 1.0975 cho đến 0985 rồi. Và cái chiến lược đấy nó quá ok, mình không cho mọi người giữ dài nhưng ít nhất là target của chúng ta được khoảng 85 pip. Đối với EU là quá tuyệt vời rồi. Sang tuần sau thì mọi người lưu ý rằng đây là một cái vùng hỗ trợ, có thể nó sẽ tạo đáy và điều chỉnh tăng ở đây. Nếu như mà giảm xuống thì các bạn phải chờ một cái setup như thế này. Đây là những cái kế hoạch cho, có thể là những cái kịch bản cho cái cặp EURUSD này sang tuần sau. Xu hướng ở trên cái khung tuần hay khung tháng nó vẫn là một cái xu hướng giảm. Còn là trên khung D hoặc là H4 thì là vừa rồi đấy, một cú điều chỉnh tăng rất là mạnh, điều chỉnh tăng trở lại. Nhất là sau cái buổi live stream mà mình cho mọi người một cái chiến lược bắt đáy đối với EU đúng không? Nó tăng trưởng rất là mạnh luôn. Nhưng mà không ai nghĩ là nó phải bứt phá, thậm chí là cái quãng đường đi gấp đôi vượt đỉnh như thế này. Đúng chưa? Thì sang tuần sau đối với EU thì các cái chiến lược với kế hoạch của mọi người là có thể sẽ có những cái vòng ưu tiên bán đầu tuần nhé. Còn là video cụ thể hàng ngày thì mình sẽ bám sát hơn thị trường, các bạn nhớ follow và theo dõi. Đối với cặp bảng Anh nữa, rõ ràng là một cái xu hướng tăng nhưng mình lại nhận diện cho mọi người là nó sẽ giảm điều chỉnh và kịch bản nó cực kỳ đúng. Đấy là cái lý do tại sao mà mình đã phân tích cho mọi người cái đường kênh neckline cũng như là có tín hiệu giảm trở lại ở đây thì các bạn có thể canh bán xuống chứ không còn là cái vùng mua nữa. Rõ ràng thị trường đang canh mua đúng không? Sang tuần sau thì đối với bảng Anh có thể nó có một cái nhịp giảm nữa nhá. Có thể nó tăng trưởng lên như này rồi sau đó là giảm, giống như là cái bản phân tích của mình vào cái video hôm trước ấy, có thể nó sẽ có một cái nhịp giảm như này nữa trước khi tăng. Còn nó giảm về đâu thì chúng ta sẽ theo dõi những cái video hàng ngày nữa, bởi vì mình sẽ theo sát thị trường chứ không vẽ quá xa làm gì với các cái mục tiêu, bởi vì cái việc phán đoán nó quá xa, nó chưa hình lượng được cái hành vi tâm lý của thị trường cũng như là nó sẽ không trở nên chuẩn xác, không trở nên gọi là đoán mò quá, đoán mò đoán dự kiến là một vài phiên gần tới cũng được, dự kiến đến hàng chục phiên hàng tháng tới thì không có.
Ok, giờ đấy là với bảng Anh, chỉ số Dow Jones dầu rồi đúng không? Chúng ta sang cái sản phẩm đấy coi đi. Còn các cái sản phẩm phụ khác thì cũng khá là nhiều. Ví dụ như các cái chiến lược mà mình cho mọi người vẫn còn một cái chiến lược nữa. Bây giờ mình quay sang coi nha. Đi hết biên độ và tăng trưởng rất là mạnh nhưng chạm được cái đỉnh kháng cự thì giảm trở lại. Tức là chạm cái đỉnh hôm tin đây này thì nó lại giảm trở lại. Cái khu vực vùng đỉnh nó giảm trở lại. Tất nhiên là nó giảm chưa hết biên. Vậy thì sang tuần sau nếu các bạn chờ mua thì hãy chờ cái khu vực trên ngưỡng gì 26k trên này, 26.6k nhé. Trên cái ngưỡng này nếu như có setup đảo chiều thì các bạn mua. Ở đây thì mình có vẽ hai cái đáy, tức là đây là một cái biên độ vùng hỗ trợ mà các bạn có thể mua khá là tốt để chúng ta chia vốn ra. Khi mà nó cách nhau như này chúng ta chia vốn ra nhá. Còn bán thì nó phải là quay trở lên. Giả sử đây là một cái vùng kháng cự, các bạn nhìn thấy nó mới tạo lập ra hai đỉnh đúng không? Tiếp theo nữa là cái đường kênh neckline thì đây là những cái biên độ mà cái vùng giá nếu như các bạn chốt lời hoặc muốn bán xuống. Chốt lời thì thường chúng ta đã để chốt lời ở những cái khu vực mà nó dễ khớp nhất, chứ đừng có muốn là mua tận gốc nhưng mà muốn bán tận ngọn nhé. Đây là những cái vùng mục tiêu sang tuần sau đối với lại BTC USD. Còn đương nhiên là BTC sang tuần sau có thể là nó sẽ có một cái xu hướng điều chỉnh giảm, nhưng mà chúng ta phải chờ bán ở những cái vùng giá như là dưới ngưỡng 29 chẳng hạn, như 288. Đấy là với BTC USD. Yeah, bởi vì nó còn phụ thuộc thêm vào cái sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Đây là tỷ giá, nhưng mà với BTC thì thường là người ta định giá theo USD rồi. Ngoài ra thì ETH USDT cũng thế này. Wow. Các bạn nhìn thấy cái kịch bản và cái biên độ đi của cái này nó đi rất là đúng chưa? Rất là thuần kỹ thuật này và nó sideways có quy luật. Cho nên sang tuần sau thì đây là một cái vùng mà các bạn có thể mua trong ngắn hạn và nhìn thấy được điểm SL cũng như là cái vùng được canh bán ở đây. Đây là mình phân tích cho mọi người, nó đi rất là thuần và nó đi rất là chính xác khi mà thị trường thuần theo kỹ thuật nhé. Với ETH của USDT sang tuần sau có thể là các bạn sẽ giao dịch theo cái biên độ này, không cả mua cả bán theo cái biên độ này được. Ngoài ra thì với BNB USDT cũng thế này, sản phẩm về coi. Mọi người có thấy là cái kịch bản mà mình phân tích cho mọi người, một cái vùng kháng cự ở đây nó sẽ giảm trở lại, nó đi rất đúng chưa? Và ở đây thì nó sẽ tăng lên, nên nó đi được nửa quãng đường rồi. Đây là những cái lúc nó thuần kỹ thuật thì gần như là cái việc phân tích và định hướng giá đi của mình nó khá là chính xác. Không thể nói là 100% nhưng mà nó khá là chính xác luôn về tỷ lệ. Nên các bạn là có thể là đu theo những cái chiến lược như này. Sang tuần sau thì chúng ta sẽ có những cái khu vực vùng canh bán nhé. Nhưng mà cụ thể hơn thì nó phải chờ cái phiên thứ hai. Sau đó thì mình sẽ có video thường ngày nữa. Các bạn theo dõi các kênh và phân tích của mình buổi sáng thì các bạn nhớ follow cũng như là đăng ký kênh rồi thì nhớ chia sẻ kênh cho mình nữa. Bởi vì có thể có rất nhiều người mà cần những cái video hàng ngày mình phân tích như này để mà có cái nguồn thông tin tham khảo và định hướng giao dịch tốt hơn. Ok chưa? Rồi đây là với BNB nhá. Dầu thì chúng ta có rồi đúng không ạ? Thêm một vài các sản phẩm nữa sang tuần sau, ví dụ như là AU đi. AU sang tuần sau thì mọi người thấy là cái điểm phân tích của mình thì nó đi rất là đúng chưa? Về được cái hỗ trợ rồi. Mục tiêu giảm thì nó đã giảm và về hỗ trợ rồi. Nhưng mà sang tuần sau thì kịch bản bán lên, bán xuống hay là đánh lên thì chúng ta phải chờ cái setup rõ hơn. Tức là nếu nó phá vỡ cái đường kênh này thì chúng ta đánh xuống. Nhá, phá vỡ đường kênh đánh xuống hoặc retest lên tạo cái đỉnh phân kỳ thì chúng ta đánh xuống. Có thể là một cái đỉnh sau cái đỉnh này hoặc sau cái đỉnh gần nhất ở đây thì lúc đấy chúng ta có thể có những cái kế hoạch đánh xuống được. Ví dụ như này. Đó, có thể thị trường nó đi theo cái kịch bản như thế này. Đó là sang tuần sau đối với AU nhá. Rồi ok, cái video cuối tuần thì mình làm và xin kết thúc ở đây. Kính chúc cả nhà sang tuần sau chúng ta sẽ có được những cái setup, những cái kế hoạch và giao dịch tốt hơn nữa. Đặc biệt là các cái video chi tiết hơn về vàng hay sản phẩm mới cho các bạn ở trong nhóm VIP thì các bạn sẽ nhận được trong cái ngày cuối tuần này nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ.